số 13 Phố Minh chương 1631, bọn họ là người của ta hai. Từng, một nhóm người trẻ tuổi không tệ, là bảo bối của đòn roi kỷ luật các ngươi, ngươi cần phải giấu cho kỹ đấy, đừng để người của những ngành khác đào đi mất. Chuyện này sẽ không thể được, ngài yên tâm, ta đã sắp xếp xong mọi thứ. Từng, chỉ đơn giản là lời xã giao, đây hầu như là một loại bản năng của những nhân vật lớn, nếu như không phải tất cả đám người Karen đều quỳ một gối xuống hành lễ ở chỗ này, có lẽ cũng sẽ không có một màn đối thoại này xuất hiện. Không, Karen biết rõ, nếu như ông nội của Muri cũng chính là Mobin không có mở miệng nói một câu giới thiệu kia, những nhân vật lớn này sẽ trực tiếp đi ngang qua. Mở miệng nói một câu giới thiệu này thật ra rất quan trọng. Nếu nói về mặt này thì đúng là Mobin đã giúp một chút, đương nhiên, chuyện này cũng rất dễ giải thích, ông ta tức giận Muri cũng không có khả năng có cơ hội mà không đi nâng đỡ người trong nhà lão già đúng là cứng nhắc cố chấp nghiêm túc nhưng cũng không phải là một lão già ngu ngốc đây cũng chính là tác dụng của việc ở bên cạnh đại tế tự và một số thời khắc dù chỉ nói một câu hoặc là đơn giản bắt tay một cái với lãnh đạo đều có thể thay đổi vận mệnh của một người một đám người hoặc thậm chí là người trong một ngành nghề đại tế tự của trật tự thần giáo một lời nói hoặc một hành động của ông ta quả thật có thể có hiệu quả này nhưng mà, đến đây cũng chấm dứt. Cửa phòng bị mở ra, đại tế tự và vét đần cùng nhau đi vào. Còn có hơn 20 tên nhân vật lớn có thân phận địa vị cực kỳ không bình thường, tất cả đều dừng lại trong hành lang. Bọn họ đều là những nhân vật chỉ cần phát biểu một chút thì có thể trực tiếp chiếm hết trang bìa của tuần báo trật tự. Nhưng mà, hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ, vẻ mặt trang nghiêm. Karen do dự một chút, lại phải tiếp tục quỳ một gối xuống ở chỗ này sao? Cũng không biết đại tế tự muốn cùng ngài ta xin trò chuyện trong bao lâu, tư thế quỳ này cũng không dễ chịu. Karen từ từ đứng người lên, những người còn lại thấy đội trưởng đứng lên, cũng đều đứng lên theo, mặc dù vẫn là đứng gác, nhưng như thế này thì thoải mái hơn. Ta xin ngồi ở trên xe lăn, cơ đứng bên cạnh. Lúc nó tân đi tới, Ta xin lập tức khoanh hai tay, cúi đầu nói thành tiếng. Ca ngợi thần trật tự bái kiến đại tế tự. Uy cơ lập tức bưng cái ghế tới. Nót tân ngồi xuống. Chờ đến khi yêu cơ bưng cái ghế thứ hai đến, phép đần khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không cần. Uy cơ yên lặng đứng trở về sau lưng ta xin, hắn thu hồi lại vẻ bất cần đời lúc trước, không phải giả vờ, mà là khi vị đại tế tự này ngồi xuống, hắn ta cảm nhận được việc hô hấp của mình gấp rút hơn, linh hồn cứ như đang bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp chặt. Hắn ta có thể chắc chắn, người thầy kia của mình tuyệt đối không có bi thế như vị ở trước mặt mình. Nót tân mở miệng nói, ngài nên nghỉ ngơi một chút. Ta xin cười nói, nhanh, rất nhanh thì có thể nghỉ ngơi đủ. Ngài có lời gì cần nhắn nhủ sao? Ta xin giơ tay lên, nói, chúng ta nói chuyện thẳng thắn một chút, có thể sao? Đợi lát nữa khi ngươi đẩy ta đi xuống dưới, ta sẽ phối hợp ngươi diễn cho xong màn kịch cuối cùng này. Nót tân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, được ta vẫn luôn cảm thấy rất tò mò về một chuyện lần biểu quyết trong hội nghị bàn tròn trước đây vì sao ta lại thua thảm như vậy ngươi kể trực tiếp cho ta nghe một chút Nó tân mở miệng nói trước lần hội nghị đó thì có phải ngài cảm thấy có rất người cùng phái hệ đứng ở bên cạnh mình không đúng vậy không sai ta vốn cho rằng lần biểu quyết hội nghị bàn tròn kia có thể thông qua việc hạn chế quyền lực của ngươi thật không nghĩ đến kết quả là lại là phía bên ta thảm bại ta không nghĩ ra được đó là bởi vì chút thế lực phất cờ họ reo cho ngài là do ta cố ý sắp xếp đến. Do ngươi sắp xếp đế. Bọn hắn sớm đã bị ngươi khống chế rồi sao? Nó tân lắc đầu, nói, ta không có hứng thú mà đi khống chế bọn hắn. Bọn hắn cũng có việc mình muốn, nhưng đều bị ta cố ý đè xuống, xem như bị ta cố ý đẩy đến bên phía ngài. Sau đó thì sao? Ta hiểu mong muốn của ngài, ngài và những người ở phía sau lưng ngài cũng không thuộc về phái thủ cựu, cũng không thuộc về phái giáo chỉ, ngài cực kỳ khai sáng, chủ trương của ngài là căn cứ theo cục diện hiện hữu mà tiến hành cải cách, tạo ra ra một thế hệ càng thích hợp với tình hình của trật tự lúc này. Muốn tái hiện sự cân bằng của ánh sáng trật tự với giới giáo hội. Thật ra, ta cực kỳ đồng ý với rất nhiều quan điểm và chính sách của ngài, về sau ta cũng sẽ tiếp thu đề nghị của ngài, nhưng xem xét tình hình trước mắt thì ta không thể làm như thế, ít nhất cũng không thể công khai ta muốn có càng nhiều quyền lực ta có kế hoạch và quy hoạch của riêng mình ta không hy vọng mình bị cản trở những kẻ bị ta xa lánh mà đẩy sang phía của ngài bọn hắn gia nhập vào phía của ngài nhìn như là để cho sức ảnh hưởng của phía ngài lớn hơn nhưng trên thực tế bọn hắn biểu hiện càng cao ngạo càng điên cùng và cũng càng cực đoan hơn cả ngài thời gian dần trôi qua sẽ gây nên phản cảm của những người khác đây chính là nguyên nhân mà ngài thua trận trong cuộc biểu quyết bàn tròn lần trước chỉ đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trong lòng của các tín đồ thần giáo, thật ra đã chán ghét sự nỗ lực trả giá để duy trì sự cân bằng này, sách lược của ta là để phù hợp với ý nghĩ mong muốn thay đổi trong thần giáo. Có lẽ, ngài là lý trí, nhưng mọi người đã bắt đầu chán ghét cái thứ gọi là lý trí này. Ngài có quan hệ quá thân thiết với đại tế tự tiền nhiệm, đại tế tự tiền tiền nhiệm cũng là thầy của ngài mọi người đã cảm thấy chán rồi mà khi mọi người muốn thay đổi bất kể chủ trương của ngài là cái gì đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy phản cảm và bài xích bọn hắn không phải muốn nghe lời giải thích và trình bày của ngài bọn hắn chỉ là đơn giản là không muốn nhìn thấy những người như ngài tiếp tục quản lý thần giáo nữa không phải là ta đã thắng trong hội nghị bàn tròn mà là ngài và những người ở bên phía ngài đã không cách nào đại biểu tiếng lòng của phần lớn tín đồ phần lớn tiếng lòng thì nhất định là chính xác sao ta xin hỏi nóc tân lắc đầu nói hãy để chuyện đó cho thời gian đi giữa chúng ta không có đúng hay là sai chỉ có hai con đường khác nhau cũng giống như là thần trật tự vĩ đại của chúng ta ở trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước điên cùng tàn sát thần linh vậy nếu như không thể dọn sạch tất cả những tảng đá cản trở sự vận hành của trật tự như vậy thì sự vận hành của trật tự cũng chỉ đang xây dựng ở trên nền tảng yếu ớt của thỏa hiệp ngươi sẽ đưa thần giáo chìm vào trong vực sâu của chiến tranh. Ta không phải là giáo hoàng ánh sáng cuối cùng, nội tâm của ta, vĩnh viễn trung thành với thần trật tự, đây là sự thật mà trật tự thần điện cũng không thể phủ nhận, trên đời này, không ai có thể hoài nghi sự thành kính của ta đối với trật tự. Ta xin nhắm nghiền hai mắt, ông ta mệt mỏi. Lưng của đại tế tự nót tân cũng dựa vào đằng sau, thật ra, ta rất hy vọng ngài và đám người kia có thể sống lâu hơn một chút, có thể nhìn thấy sự thay đổi mà ta mang đến cho thần giáo, ta hy vọng có thể nhìn thấy sự đồng tình từ trong mắt của những người phản đối ta. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công, đại tế tự. Ta xin mở mắt ra lần nữa, trong mắt lộ ra sự mệt mỏi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta sẽ không có cách nào chứng kiến. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ta không hy vọng nội bộ thần giáo bị phân liệt. Ta biết. Ta sẽ phối hợp ngươi, nhưng còn có một ít lời, ta vẫn phải tiếp tục nói ra, chuyện này không thuộc về sự đấu tranh giữa con đường của ngươi và ta, mà là tại thao tác cụ thể bên trên, ta cho rằng có thể đáng giá cải tiến. Ta tới đây là để nghe lời phê bình và đề nghị của ngài, ngài cứ việc nói. Cũng giống như hòn đảo này, đám tàn dư ánh sáng dám gây rối thì cũng bỏ qua, cũng chỉ là biện pháp mà bọn chúng làm ra để thể hiện sự tồn tại của mình, nhưng ánh sáng đã yên lặng một ngàn năm, một ngàn năm, đủ để sàng lọc kỹ càng một đống sỏi đá lần này ta đã nhìn thấy nội bộ của tàn dư ánh sáng phân liệt khi ánh sáng thật sự thay thế tàn dư ánh sáng để trở thành chủ đạo thần giáo cần phải chú trọng lại thái độ đối với ánh sáng một lần nữa trên mặt của đại tế tự nó tân lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi ngài cảm thấy nên làm như thế nào hoặc là trực tự thừa nhận ánh sáng một lần nữa nhưng chuyện này gần như không có khả năng toàn bộ giới giáo hội đều sẽ không đồng ý để cho ánh sáng trở về đúng thế nó tân nhẹ gật đầu trong quá trình mà ánh sáng biến mất, và trong khoảng thời gian một nghìn năm này, tất cả thần giáo chính thống đều vì chèn ép tàn dư ánh sáng mà ra sức. Chính là bởi vì biết ánh sáng đã từng hùng mạnh ra sao, cho nên càng không có khả năng để nó cháy trở lại từ đống tro tàn. Ta xin mở miệng nói, hoặc là, bắt đầu nâng đỡ ở sau lưng nó đó. Đại tế tự nót tân có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngài sẽ đề nghị tăng mạnh mức độ đã kích. Tiếp tục đã kích sẽ chỉ cho ánh sáng giả dối tiêu tán càng nhanh, gia tốc quá trình ánh sáng thật sự trỗi dậy tại sao chúng ta phải giúp kẻ địch của mình trở nên càng thuần khiết mà hùng mạnh ánh sáng nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta thì không thể nào là ánh sáng thật sự chúng ta không thể để cho bọn hắn bị thay thế và diệt vong nếu không thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một kẻ địch càng mạnh hơn khục khục thế giới này nếu đã có trật tự ánh sáng cũng đã trở nên dư thừa đúng ta hiểu được ta sẽ dựa theo đề nghị của ngài trở về để cho người phía dưới lên phương án thực thi. Còn có, hòn đảo này, gia tộc cướp biển, vực sâu, bọn hắn cũng dám trắng trợn làm chuyện như vậy, một loạt những hành động trong giai đoạn trước của các ngươi thật ra là đang tiến hành buông lỏng đối với giới giáo hội, ta hy vọng ta sẽ uống nắng bù lại, ta chỉ là đang chờ một cái thời cơ càng thích hợp hơn. A. À, ngài cười cái gì? Không có gì, ngươi biết thì tốt, muốn để cho giới giáo hội tiếp tục tôn kính trật tự ta hiểu rồi vậy còn quần đảo mapper ta đã nộp báo cáo lên trên ta đã xem phương án chế tài đang được đưa ra ta xin nghe vậy cảm thấy hơi mệt mỏi thái độ của đại tế tự tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của ông ta nhưng hai bên cuối cùng cũng khác nhau quá sâu điểm này là không thể nào điều tiết chuyện mình không thể làm được khi còn sống sau khi chết đi càng không thể nào làm được một chuyện cuối cùng nói xong ta sẽ cùng với ngươi xuống dưới lầu để kết thúc tất cả mọi chuyện. Ngài nói đi. Ta không phải nói chuyện vì phe gia tộc trong giáo và thế lực thủ cựu trong miệng của ngươi, bất cứ một việc gì thì sự tồn tại của nó tất nhiên cũng có lý do của nó, có lẽ thật sự bọn chúng trở thành cản trở cho tốc độ tiến lên của thần giáo, nhưng chúng nó cũng là những thứ cấu tạo nên con thuyền, cải cách cấp tiến. Sẽ rất dễ dàng phá hư hệ sinh thái và nhịp điệu tiến lên của thần giáo, một người đang bước đi chậm chậm về phía trước ngươi bỗng nhiên bảo hắn chạy, sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, nhất là những người trẻ tuổi, thế nhưng bọn hắn là tương lai của trật tự. Wilker, gọi người của đội quan sát phía ngoài kia vào đây. Wilker ngay lập tức nhìn về phía đại tế tự, đại tế tự nhẹ gật đầu. Lúc này Wilker mới đi mở cửa, chỉ chỉ về phía đám người Karen, ra hiệu bọn họ tiến vào. Karen hơi nghi ngờ một chút, nhưng vẫn mang theo đám thuộc hạ đi vào phòng theo thứ tự, sau đó toàn bộ đứng thành một hàng dọc theo vách tường. Sau khi đám người Karen đi vào, Wilker đứng ở trước cửa, không vội đóng cửa, điều này cũng có nghĩa những người ở phía ngoài vào lúc này cũng có thể trông thấy và nghe thấy sự việc ở bên trong. Ta xin duỗi tay ra, khát nước. Wilker thì đứng ở cửa, đại tế tự đang ngồi. Người cầm roi vét đần mỉm cười đi đến bên cạnh, bưng ly nước trà ở bên cạnh đến, đặt ở trong tay ta xin. Ào! ta xin trực tiếp tạc ly nước trà lên người của vết đần. Người cầm roi có một nghìn loại phương pháp có thể tránh né ly nước này tạc đến, nhưng hắn cũng không lựa chọn tránh né, mà là mặt cho nước trà hắt lên trên mặt mình, trên tóc và mặt còn dính không ít lá trà. Vốn dĩ là người cầm roi, bây giờ dáng vẻ rất lúng túng. Ta xin mắng, một đám người trẻ tuổi lúc đầu thật tốt đẹp, bây giờ biến thành một đám kẻ đầu cơ tuổi còn nhỏ chỉ biết đi đánh bạc và đặt cược, ta cảm thấy đáng tiếc thay cho những đứa trẻ này. Nếu như tiếp tục dạy bảo người trẻ tuổi của thần giáo như vậy, thế thì hy vọng của thần giáo trong tương lai sẽ ở đâu? Người trong cái đội quan sát này nên bị cách chức bị thẩm vấn bị đầy đi, trở thành một cái ví dụ để quét sạch những tập tụ này. Vét đần không có tức giận mà trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, dùng tay lau những lá trà bám trên mặt mình, lúc này yêu cơ đi đến đưa khăn mặt tới, lại bị vét đần nhẹ nhàng đẩy ra. Người cầm roi nhìn ta xin, nhìn ông lão đã sắp chết này, vừa đưa tay chỉ về đám người karen đang đứng ở nơi đó vừa nói từng chữ từng chữ một bọn họ là người của ta trong phòng này cũng không có bố trí bất cứ cấm chế gì cánh cửa này cũng chỉ là một cánh cửa vô cùng bình thường nhưng khi cánh cửa bị đóng lại bao nhiêu nhân vật lớn đứng ở phía ngoài kia cũng không ai dám tiến hành thăm dò tình hình bên trong cửa cho dù chỉ là một chút bởi vì sự chênh lệch của thân phận và địa vị mới là cái thứ vách ngăn kiên cố nhất trên đời này nhưng mà sau khi cánh cửa được mở ra, không, nói cho đúng thì hẳn là sau khi yêu cơ mở cửa để đám người của Karen tiến vào mà chưa kịp đóng cửa lại. Những chuyện xảy ra bên trong phòng, tự nhiên cũng rơi vào trong tai và mắt của những người đang ở ngoài hành lang. Cái hệ thống đòn roi kỷ luật này vẫn luôn có địa vị siêu nhiên trong trật tự thần giáo, điều này cũng mặc nhiên khiến cho địa vị của người cầm roi trở nên siêu nhiên hơn những người phụ trách của các hệ thống khác trong nội bộ thần giáo, trên dòng lịch sử cũng từng có một lần được ghi nhận là thành viên dự bị được tham gia hội nghị bàn tròn. Mặc dù sau khi trải qua sự cải cách, người cầm roi không còn có được tư cách thành viên dự bị bàn tròn, nhưng bây giờ, cùng với việc đại tế tự kế nhiệm phổ biến một loạt các cải cách tân chính, nhất là khi mục tiêu tái kiến thiết lại cấp bậc trung và cơ sở của hệ thống đòn roi kỷ luật càng thêm rõ ràng. Cùng với người cầm roi thế hệ này cũng là trợ thủ đắc lực của đại tế tự, Điều này khiến cho địa vị của người cầm roi lại bắt đầu trở nên siêu nhiên thêm một lần nữa. Thậm chí có lời truyền tai nhau rằng, Vết Đần sẽ đạt được tư cách dự bị bàn tròn một lần nữa, cũng chỉ cần chờ đến sau khi đòn roi kỷ luật hoàn toàn khôi phục lại thì đây sẽ là chuyện đương nhiên. Một vị nhân vật lớn như vậy mà cứ bị dội nước trà lên mặt, còn bị dạy dỗ như thế. Nếu nói trong lòng không cảm thấy tức giận thì cũng không có khả năng, nhưng nếu như miễn cưỡng nói rằng hành vi và ngôn từ tiếp theo của ông ta đã bị cơn giận dẫn dắt vậy thì chắc chắn cũng không thể nào bởi vì thân phận địa vị cùng với lập trường của vét đần đã xác định trong tình huống này ông ta chỉ có thể đáp lại như vậy đầu tiên ông ta là người phụ trách tối cao của đòn roi kỷ luật cho dù là ta xin không lùi ra khỏi bàn tròn thì ta xin cũng không có tư cách trực tiếp giơ tay múa chân can thiệp vào chuyện trong hệ thống của mình thân là một vị đứng đầu trong một hệ thống cần nhiều tố chất ưu tú nhưng có một việc nếu như đối ngoại không hiểu được bao che dung túng thì cũng khó mà dẫn dắt những người trong hệ thống kia bởi vì sự gắn kết trong hệ thống sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thực lực cá nhân của người cầm roi cho nên giữ gìn sự gắn kết này là lựa chọn tất nhiên để bảo vệ cho địa vị người chấp roi của vết đần trừ phi vết đần không có chí hướng gì khác cần phải tập trung tinh thần mà chỉ muốn làm xong nhiệm kỳ của mình rồi lui xuống nghỉ ngơi nhưng hết lần này tới lần khác ông ta có tham vọng mà với người phụ trách của một hệ thống thì tuổi tác của ông ta vẫn xem như còn trẻ. Còn nữa, hành vi của cái đội quan sát này là từ do ông ta chịu trách nhiệm chứng thực và thông qua, xử lý cái đội quan sát này thật ra chính là đang tự tác lên mặt của mình. Người đứng phía sau của Bộ trưởng Bộ Hậu Cần Bernie của Tổng bộ Đòn Roi Kỷ luật, đại khu thành phố giót rốt cuộc là ai thì còn không ai biết, nhưng người đứng phía sau tiếp đó, người đứng ở sau cùng, tất nhiên chính là vết đần chứ không phải ai khác nói ngắn gọn thì trong tầm mắt của nhân viên nội bộ hệ thống và người ở bên ngoài thì hành vi lần này của đội quan sát là một cuộc thử nghiệm thành công của đòn roi kỷ luật nhằm khôi phục lại sức ảnh hưởng xử phạt đội quan sát thì sẽ cho thấy rằng cuộc thử nghiệm lần này đã thất bại chuyện này không chỉ mỗi vết đần không đáp ứng toàn bộ nội bộ của hệ thống đòn roi kỷ luật cũng sẽ không đáp ứng nhất là cấp bậc trung và cơ sở cũng đang quan sát thứ bọn họ hy vọng nhất là thoát khỏi sự khống chế của đại khu để có thể hoạt động độc lập nhưng mấu chốt vẫn là phải xem phía trên là không ra sức. Điều quan trọng nhất chính là, trường hợp hôm nay, là đại tế tự tự mình tới đưa tiễn ta xin đoạn đường cuối cùng, mục đích là muốn lấp đầy vết trách sau này với phe phái ở sau lưng của ta xin, nhưng đại tế tự cũng không phải tới đây để nhận sai. Đại tế tự không nhận sai, là người ủng hộ của đại tế tự thì tất nhiên vết đần cũng không có khả năng yếu thế. Nói chung thì, sự tranh đấu giữa thế lực của mới sẽ bước qua một giai đoạn mang tính, phân nhánh bên phía đại tế tự muốn tạm thời thắng được một chút thể diện, thế lực phía sau ta xin thì vừa lúc phải thua một chút. Tất cả mọi người đều ăn ý mà tuân theo sự thừa nhận ngầm này, nhưng nếu ai muốn vi phạm, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau kéo mặt nạ của nhau xuống. Chính trị có đôi khi rất phức tạp, hỗn loạn quỷ quyệt, dù sau đó có hồi tưởng thì có lẽ cũng không hiểu là ra sao, nhưng chính trị có đôi khi lại rất đơn giản, đơn giản đến mức có thể biến thành việc chỉ cần những thứ mà kẻ địch ủng hộ thì mình phản đối, thứ mà kẻ địch phản đối thì mình sẽ ra sức ủng hộ. Vào lúc này, phái thủ cựu của ngươi nói rằng đám người trẻ tuổi này đã bị bỏ đi, đi vào con đường sai trái thì không được. Vậy thì thái độ mà vét đần thể hiện tất nhiên sẽ ra mặt cho đám người trẻ tuổi này, đám người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng, nhất định sẽ trưởng thành khỏe mạnh, trở thành ngôi sao tương lai của thần giáo. Cho dù là bọn họ là một đám heo, cũng phải dùng đèn mà chiếu rọi đám heo này trên sân khấu để mọi người cùng vỗ tay reo hò. Huống chi? Cái đội quan sát này đã nhiều lần lập được công lao, hoàn thành những nhiệm vụ lớn rất khá mà lại không chết yểu, nhìn thế nào thì cũng không có gì liên quan đến heo. Mô Binh đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt không có biến hóa nào, nhưng là một trong những người nhà của người trong cuộc. Ông ta cũng nhạy bén mà phát hiện được sau khi một ly trà này được dội xuống cũng sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến tiền đồ của cháu trai mình việc mà người hộ vệ trưởng như ông ta có thể làm, cũng chỉ mở miệng giới thiệu một chút khi dẫn đại tế tự đi ngang qua chỗ cháu mình đang quỳ, có lẽ là đại tế tự không nhớ được, nhưng có cơ hội nói thêm mấy lần, thì có thể để lại ấn tượng. Nhưng khi ta xin dội một ly trà này đến, cũng tương đương với tác một cái bạc tay, cái ấn tượng này, muốn không khắc sâu thì cũng khó. Lúc này, Mobin bắt đầu nghi ngờ, ông ta cảm thấy, cháu của mình còn không ưu tú đến mức độ này, để cho ngài ta xin làm vậy vì nó mà mặt mũi của nhà benda mình đối những người khác còn có chút tác dụng nhưng đối với vị này hoàn toàn không có chút xíu ảnh hưởng nào cho nên rốt cuộc là người nào đây mobin bắt đầu suy tư trong cái đội quan sát này giống như rất nhiều thành viên đều là có bối cảnh gia tộc nhưng nói cho cùng thì có thể có tư cách khiến cho ngài ta xin làm vậy trước khi chết có vẻ cũng không có về phần đại tế tự và người cầm roi đang đứng trong phòng bọn họ cũng sẽ không nghĩ rằng ta xin đang tặng quà cho ai, một là bởi vì làm kẻ thù chính trị, cả hai bên cũng rất thấu hiểu nhau, trong lòng ông lão này có trật tự chân chính, làm việc công chính. Thậm chí cũng tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa nghiêm ngặt đối với đứa cháu trai nhận được truyền thừa của ngài Mark Chantin, ai có thể khuyên ông ta làm việc tư lợi vào lúc này. Thứ hai là bởi vì đám người tuổi trẻ này, ở trong mắt của đại tế tự và người cầm roi vốn cũng không tính là gì, ngay cả việc để bọn họ phí tâm tư mà suy nghĩ cũng không có cũng chính là bởi vì mobin có sự liên quan thân thuộc mới có thể vô thức mà suy nghĩ về hướng này mà ông ta đã đến đây trước tiên lúc trước khi vào phòng gặp ta xin ông ta cũng đã nhận ra có điều không thích hợp karen cùng với đám thuộc hạ đứng dọc theo vách tường lúc này cũng cảm nhận rất rõ ràng mặc dù mấy ngày nay ngài ta xin từ chối gặp mặt anh nhưng việc ông ấy làm lúc này đúng là đang trải đường cho mình đây là sự quan tâm và bảo vệ đến từ trưởng bối mà lại là hành động thực tế chỉ tiếc rằng vị trường bối này bạn bè của ông nội lập tức sắp rời khỏi nhân thế nhiều khi karen cũng đều sẽ cảm khái cảm khái thời đại lúc ông nội còn trẻ tuổi kia sẽ đặc sắc như thế nào nhưng mà có một điều có thể xác định đó là chắc chắn đặc sắc hơn thời đại của mình cuộc nói chuyện cùng với một ly trà mà kết thúc đại tế tự cảm thấy cũng đã đến lúc mở miệng nói để ta đẩy ngài xuống dưới Ta xin miễn cười nói, đúng vậy, ta vốn đang chờ ngươi đẩy ta xuống. Ý của ta là mong muốn ngài nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, ta không nghĩ tới sẽ trở thành như thế nào. Nếu như ta biết trước là vậy thì sao? Ta xin hỏi. Ta vẫn sẽ đẩy ngài xuống, ta nghĩ, đây cũng là một sự tôn trọng dành cho đối thủ. Đại tế tự đưa tay, bắt lấy phía sau xe lăn, đẩy ta xin đi ra ngoài cửa, phép đần đi theo ở phía sau. Khi đi tới cửa, Đại tế tự ngừng lại, ánh mắt quét về đám người Karen đang đứng dựa tường. Cuối cùng, sự chú ý ngừng lại trên người Karen. Ngươi là Karen sao? Karen lập tức quỳ một chân xuống. Vâng, Karen. Shiva. Một chàng trai trẻ rất anh Tuấn. Đại tế tự cười cười, đẩy xe lăn ra khỏi cửa. Câu hỏi vừa rồi của đại tế tự không có bất cứ mục đích nào khác. Ông ta biết cái người tên Karen này có ấn tượng với cái tên này, cũng đã xem tư liệu về đoàn quan sát, mặc dù chỉ là lướt mắt nhìn qua sơ lược một chút, nhưng phân thân của ông ta xử lý công vụ trong đại điện với tốc độ làm việc rất kinh khủng. Điều này có nghĩa rằng ông ta có trí nhớ và năng lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà Sở Dĩ sẽ nói thêm một chút ở chỗ này cũng không phải là muốn kết thúc chuyện này, cũng không phải là để mở màn và ra tín hiệu gì đó, chỉ đơn giản là cảm thấy ngoại hình của Karen đẹp mắt. Bất kể là nam nữ, thường thường sẽ dễ dàng chú ý đến những thứ đẹp mắt cũng càng dễ dàng để lại ấn tượng. Cho nên, người có dáng vẻ đẹp mắt thì lúc sinh ra đã đứng ở hàng trên. Những vị ngoài cửa cùng đi theo đại tế tự, đi xuống cầu thang, ở trong đại sảnh của lầu 1, còn có không ít thần quan cao cấp không đủ tư cách để cùng đi lên lầu mà đứng đợi. Sau khi đám người đã rời đi, Karen đứng người lên, không thể không nói, lúc trước trước khi đại tế tự nhắc tới tên của mình, tạo ra áp lực rất lớn với mình. Áp lực này khác với khi đối mặt với thần khi ngươi đối mặt mặc dù sẽ bị khí tức của ông ta chấn nhiếp nhưng trong tiềm thức ngươi sẽ cho rằng thời kỳ của thần đã kết thúc đây là một thời đại mà chư thần không xuất hiện nhưng đại tế tự là người sống sẽ hô hấp và biết nói chuyện mà ông ta là một vị có quyền lực nhất trong số những đại tế tự gần đây cho dù ông ta ngồi lên trên vị trí này cũng chỉ có nửa năm mà thôi lúc đầu những thần giáo khác đều phỏng đoán rằng ông ta chỉ là một vị đại tế tự quá độ lâm thời sự thật bây giờ gần như đã đánh vào mặt của tất cả mọi người, bởi vì ngay cả nội bộ ban lãnh đạo của trật tự thần giáo cũng đều không dự liệu được sự việc sẽ phát triển đến kết cục này. Đội trưởng Muri đi đến trước mặt Karen, chúng ta có cần phải xuống dưới hay không? Xuống dưới thôi, đội trưởng. Wilker mở miệng nói, đi xuống dưới xem một chút. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên trên người của Wilker. Wilker lập tức nghiêng người về trước, đưa miệng đến bên cạnh tai của karen nhỏ giọng nói chỉ bằng việc ta phối hợp không đóng cửa lại lúc này thì dù sao cũng phải cho ta một cái biên chế chứ nhỉ karen cười cười sau đó nhẹ gật đầu thật ra thì nếu để người này tiến vào trong tiểu đội thì mình sẽ cảm thấy rất không thoải mái bởi vì có thể cảm giác được tên này cực kỳ thông minh mà sau khi karen đã dọn dẹp philomen yên ổn xong thì cũng đã lười đi chọc vào cái phiền phức này cho dù còn có hai vị trí biên chế để cho hai người nữa gia nhập vào thì cũng sẽ chọn loại, trung thực, một chút, tìm người mang tính chất, công cụ, nghe lời. Bây giờ Karen đồng ý, không phải là bởi vì lúc trước tên này giúp đỡ, mà là Karen đã nhìn ra, đây cũng là ý của ngài ta xin. Mọi người đi xuống xem một chút đi. Karen dẫn đầu tất cả mọi người đi xuống cầu thang, đầu bậc thang có một hàng kỵ sĩ đang đứng, lúc đám người Karen đi xuống thì bọn hắn cũng không nhúc nhích, Wilker vừa xuống lầu vừa khóc. Ngài ta xin, ngài không nên bỏ tôi mà đi, ô ô ô. Các kỵ sĩ nhìn nhau, không có ngăn cản hắn ta, tránh đường ra, bọn người Karen có thể cùng đi theo xuống. Phòng khách vốn rất lớn, nhưng bây giờ xem ra có chút chen chúc, bởi vì số người ở đây nhiều hơn trong tưởng tượng. Karen nhìn thấy mấy tên phóng viên mặt thần bào trật tự trên người, đang cầm máy ảnh mà quay chụp. Nhưng mà cùng với phóng viên thì hai bên còn có gần 20 vị họa sĩ đang vẽ vẽ tranh. Tất nhiên là dựa theo truyền thống của thần giáo, mỗi khi gặp được sự kiện lớn cần ghi chép, họa sĩ mới thật sự có địa vị chính thống. Một màn này để Alfred cảm thấy rất hưng phấn, thậm chí anh ta hơi nhích lại gần bên cạnh, nhìn lén các họa sĩ vẽ tranh, muốn học trộm cách thức và kỹ xảo của bọn họ. Trong các vị nhân vật đang đứng ở phía dưới, có những vị tham dự vào trong bàn tròn, cũng có những người dự bị, đứng ở phía ngoài cùng nhất, kéo bất cứ một người nào ra cũng có thể là người phụ trách của một bộ môn nào đó. Cho đến lúc này, Karen mới nhận thức được sâu sắc rằng địa vị của ngài ta xin cuối cùng cao đến mức nào, ông ấy không phải đại diện cho một người, mà là lá cờ đại diện cho một phe phái. Mặc dù ông ta thất bại, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thể nào kinh thường như cũ. Hôm nay đại tế tự tự mình đến đây, mục đích chủ yếu là đến để tiếp nhận đầu hàng, hy vọng kết thúc một đoạn thời gian phái hệ đấu tranh trong quá khứ dù chỉ là sự kết thúc ngắn ngủi ông ta không hy vọng thần giáo bởi vì mâu thuẫn nội bộ mà triệt để chia rẽ thứ mà ông ta muốn là một sự bình thản dù chỉ là mặt ngoài đương nhiên tiền đề là ông ấy phải là người thắng cuộc trong giai đoạn này ta xin ngồi ở trên xe lăn bắt đầu nói chuyện nói về từ lúc mình còn bé đây là đang hồi ức về cuộc đời của mình tất cả mọi người ở đây đều đang lắng tai nghe bởi vì trải nghiệm của bản thân người đang kể vốn đã đủ sự truyền kỳ Mà tất cả mọi người cũng rõ ràng rằng đây có lẽ cũng là lần cuối cùng có thể nghe thấy ông lão này nói chuyện Không khí trong phòng khách lúc này để cho Karen có cảm giác như đang tham dự lễ phúng điếu của một người Đúng vậy, không sai, bây giờ lễ phúng điếu của ngài ta xin đang được cử hành Mục sư và người chủ trì cũng là chính ông ấy Trong lúc ta xin đang giảng giải rất bình tĩnh Karen biết lúc ông ấy trẻ tuổi cũng từng tham gia đòn roi kỷ luật ông ấy còn kể lại chuyện cũ của những người cố nhân năm xưa sau khi kể về đoạn này xong ta xin bắt đầu kể tiếp điều mà ông ấy lý giải về đòn roi kỷ luật ông ấy cho rằng một khoảng thời gian rất dài trong quá khứ thì đòn roi kỷ luật đã không có cách nào có thể phát huy tác dụng chân chính của nó là giám sát nội bộ đây là một sự thoái hóa chức năng của đòn roi kỷ luật ông ta từng đề nghị tái thiết lại thể hệ bậc trung và thấp của đòn roi kỷ luật tách rời hệ thống này ra khỏi sự quản lý của đại khu Ta cảm thấy, đòn roi kỷ luật cần có một người cầm roi, cần một người rắn rỏi, cần một người có ý chí kiên định. Có lẽ rất nhiều đồng liêu sẽ cảm thấy, một hệ thống đòn roi kỷ luật có địa vị tối cao trong lịch sử nếu trở về sẽ trở thành công cụ lũng đoạn quyền lực riêng của một người, một thế lực nào đó. Nói đến đây, ta xin ngồi ở trên xe lăn hướng ánh mắt nhìn về phía vết đần. Trên mặt vết đần không có biểu cảm, đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng, người mà ta xin muốn nhìn thật sự là ai là đại tế tự đang đứng ở phía sau vết đần bởi vì ai nấy đều rõ ràng vết đần cầm roi thay mặt cho đại tế tự một khi đòn roi kỷ luật khôi phục lại trạng thái lúc cường thịnh nhất ai nắm giữ nó thì sẽ chẳng khác nào với việc nắm giữ một món vũ khí có quyền sinh sát đối với nội bộ ngươi có thể cam đoan mình không có vấn đề nhưng ngươi có thể cam đoan thuộc hạ trong phe phái của mình không có vấn đề sao mà lại có đôi khi thật ra cũng không quan tâm là ngươi có vấn đề hay không bởi vì cái quyền định nghĩa kia nằm trong tay của người khác ta xin ho khan hai tiếng tiếp tục nói ta cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần lo lắng không thể bởi vì việc này liên quan đến nhiều thứ quan trọng cho nên chúng ta không đi đụng vào nó mà còn không cho phép người khác đụng vào nó nó có thể trở thành công cụ chuyên môn của một người hay một thế lực nào đó hay không chắc chắn nó sẽ như vậy nhưng ta tình nguyện để một người nắm giữ nó cũng không nguyện ý để nó tiếp tục biến thành niềm vui của biết bao đám thần quan biến chất khác. Ở trong phòng khách còn rất nhiều người vẫn không biết, lúc nãy trong phòng trên lầu, ngài ta xin vậy mà là trực tiếp dội một ly nước lên mặt của vét đần. Ta tin tưởng rất nhiều đồng liêu của ta, ta tin tưởng các vị, ta tin tưởng đại tế tự, ta tin tưởng phần lớn những người ở đây, trong lòng của chúng ta đều tràn đầy sự thành kính đối với trật tự, đối với thần trật tự. Nếu không, trật tự thần giáo chúng ta cũng không có khả năng duy trì và phát triển cho tới hôm nay nhưng ta càng hy vọng mọi người phải ý thức được giống như trong luận hương suy của nguyên lý thần giáo đã nói rằng sau khi một sự vật phát triển đến cực hạn nó tất nhiên sẽ bắt đầu xuống dốc bây giờ nội bộ của thần giáo chúng ta xuất hiện rất nhiều vấn đề chúng ta cần cải cách chúng ta cần căn cứ theo tình huống hiện tại của thế gian mà làm thay đổi chúng ta phải chuẩn bị sẵn để khiêu chiến với thời đại bất cứ lúc nào không sai trên con đường của ta và đại tế tự có sự khác nhau cái này cũng không có gì khó nói nhưng điểm xuất phát của chúng ta cũng là vì để thần giáo có thể phát triển tốt hơn vì để cho ánh sáng của trật tự vĩnh viễn thuần khiết và rõ ràng sự bất đồng và tranh luận hẳn chỉ nên ở trong nội bộ bản thân chúng ta tự tiêu hóa bản thân chúng ta tự giải quyết ta nói đến chỗ này ai dám đem sự bất động và tranh luận khuếch tán đến toàn bộ thần giáo thậm chí khuếch tán đến bên ngoài thần giáo dám can đảm vì lợi ích riêng của mình mà làm ra những chuyện phá hoại lợi ích của thần giáo, vậy thì hắn là kẻ thù của toàn bộ thần giáo. Bên trong điều lệ trật tự cũng có ghi chép hình phạt đối với những kẻ phản giáo. Ta mệt mỏi. Ta mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ta xin dơ lên cánh tay khô gầy kia của mình, đại tế tự vốn đang đứng ở phía sau lưng đi đến bên cạnh ông ấy, có chút cúi người, nắm lấy tay của ta xin. Trên mặt ta xin nở nụ cười, dùng một cái tay khác của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trên mu bàn tay của đại tế tự, ánh mắt hai người nhìn nhau. Lúc này, máy chụp ảnh bắt đầu không ngừng lấp lóe, tất cả các họa sĩ cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động bút vẽ trong tay của mình. Ta kỳ vọng đại tế tự của chúng ta có thể dẫn dắt thần giáo chúng ta thành công mặt đối với tất cả những thử thách tiếp theo, có thể để cho thần giáo chúng ta trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Đại tế tự nót tân đáp lời ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngài ta xin lấy ra một cuốn sách rất dày từ dưới xe lăn của mình đây là một cuốn điều lệ trật tự cả đời này của ta đều thờ phụng quyển sách này ta có thể nói một cách không chút e thẹn rằng trong những năm tháng quá khứ ta chưa hề trái với những điều được ghi ngỗ nghịch với tinh thần mà nó nêu ra nó là ánh đèn trên đường đời của ta chiếu sáng phương hướng để ta tiến tới bắt đầu từ nửa năm trước ta bắt đầu nghe được rất nhiều tiên đoán rằng chư thần sắp trở về ta tin tưởng các ngươi chắc hẳn cũng đã nghe được không ít lời về chuyện này cho nên các ngươi có lo lắng không các ngươi có sợ hãi không các ngươi cảm thấy bất an không ta không có một chút cũng không có thật không lừa các ngươi bởi vì trong điều lệ trật tự có thần linh quyển bên trong quy định nếu thần xúc phạm đến điều lệ trật tự thì sẽ phải chịu hình phạt như thế nào Thật ra, các tiền bối của chúng ta đã vì chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta, đó chính là cho dù là đối mặt với thần linh cao cao tại thượng, tính đồ trật tự chúng ta cũng hẳn phải có dũng khí để đứng thẳng lưng lên mà thản nhiên đối mặt, lớn tiếng nói cho thần. Căn cứ theo điều tra và báo cáo, ngài làm trái với điều lệ trật tự, cần tiếp nhận sự trừng phạt đến từ trật tự. Ta nghĩ, đây mới là điều mà thần trật tự nguyện ý nhìn thấy, đây mới là bộ dáng thật sự mà những tín đồ trật tự chúng ta nên có khụ khụ khục. Sau khi nói xong những lời này, sắc mặt và cả người ta xin trong nháy mắt tái nhợt xuống, ông ấy gắn gượng đến tận bây giờ, chính là vì để nói hết những lời này ra, hoàn thành việc kết thúc, bây giờ, nhiệm vụ của ông ấy cũng đã hoàn thành, công việc kết thúc, cuộc đời của ông ấy cũng đi đến hồi kết. Hai tay của ta xin run rẩy mà đang chéo nhau đặt trước ngực. Cất tiếng nói, ca ngợi thần trật tự. Tất cả mọi người trong phòng khách, toàn bộ giơ hai tay khoanh trước ngực, cùng đồng thanh hô lên. Ca ngợi thần trật tự. Sau một khắc, hai tay của ông lão từ từ rơi xuống, cuối cùng rủ xuống hai bên. Ông ấy đi. Đại tế tự thở dài, đứng thẳng người, đi đến một bên trước xe lăn, mặt nhìn về phía ta xin đang ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Phía dưới, tất cả mọi người đã nhận ra ngọn lửa sự sống của ông lão trước mặt đã tắt, không có người nào khóc thúc thiếp. Tất cả mọi người đều cùng nhau cúi đầu mặc niệm. Ánh sáng trật tự và những bộ giáo nghĩa của các giáo hội khác có một sự khác biệt rất lớn, đó chính là những giáo hội khác đối với tín đồ chết đi đều sẽ theo một khuôn mẫu mà miêu tả rằng họ sẽ trở về với vòng tay của thần hoặc được đến một vùng đất ấm áp tươi vui nào đó để hòa tan không khí bi thương của cái chết. Bên trong ánh sáng trật tự thì không có những hình ảnh miêu tả như vậy tín đồ của trật tự thần giáo lúc đối mặt với những người cùng giáo khi chết đi cũng sẽ không nói rằng họ sẽ trở về với vòng tay của thần trật tự. Trật tự thần giáo có được năng lực thức tỉnh, thái độ đối đãi với cái chết trái lại vẫn luôn rất rõ ràng, đó chỉ đơn giản là sự kết thúc. Mà năng lực thức tỉnh này, đối với tín đồ trật tự mà nói và đối với văn hóa của trật tự mà nói, càng giống như một sự kính dân, thành kính và cuối cùng nhất. Cho dù ta đã chết đi, nhưng thân thể của ta vẫn nguyện ý vì trật tự trong lòng ta mà cống hiến ra phần sức lực cuối cùng như lúc ban đầu. Một tôn giáo có văn hóa truy cầu sự kính dân đến cực hạn, tất nhiên sẽ tạo ra một thái độ thản nhiên khi đối mặt với cái chết. Trong này, thậm chí không mang theo sự cuồng nhiệt, mà là tỉnh táo lại để suy nghĩ, bởi vì quy tắc của trật tự vốn đã mang theo sự lạnh lùng. Đại tế tự nó tân quay người hướng mặt về phía tất cả mọi người, mở miệng nói. Ta biết mục đích mà ta sinh ra ngoài lần này là gì, ta đã nhận được báo cáo liên quan tới sự kiện đồ sát trên quần đảo Mepper, sự kiện này vốn liên lụy đến hai thần giáo chính thống lớn, nhưng ta đứng ở đây mà hứa rằng, sẽ cho mọi người, sẽ cho trật tự, sẽ cho thế gian, một sự bàn giao đúng đắn. Còn về nơi này, nơi ở dưới chân chúng ta lúc này hỏa đảo. Việc xảy ra ở đây, trực tiếp dẫn đến sự rời đi của ta xin, chứng cứ rõ ràng, nhất định bây giờ phải xử lý. Vết đần. Có, thưa đại tế tự. Ta lệnh cho ngươi tự mình chịu trách nhiệm truy đuổi và tiêu diệt hai gia tộc cướp biển từ chối việc đền tội của mình. Trực tự đã cho bọn chúng cơ hội, nhưng chính bọn chúng không biết quý trong. Vậy thì hãy xóa đi toàn bộ vết tích về hai gia tộc này. Vâng, thưa đại tế tự. Gia chủ ri sờ đã chết trên bậc thang của hầm ngầm nếu có thể nghe được những lời này, đoán chừng có thể trực tiếp sống dậy mà cười. Nhà Delen, nhà Austin, đến cùng thì hai nhà các ngươi có tài có đức gì mà có thể để cho đại tế tự của trật tự thần giáo tự mình đưa ra mệnh lệnh, xóa đi toàn bộ. Mà người phụ trách việc chấp hành mệnh lệnh này lại là người cầm roi của đòi roi kỷ luật. Điều này mang ý nghĩa, trật tự thần giáo sẽ không đi so đo lợi ích được mất gì nữa, bởi vì đây đã là một thái độ chính trị, tất nhiên sẽ không tiếc tất cả mọi giá phải trả để hoàn thành nó một cách viên mãn. Các ngươi có thể trốn đến nơi nào đây? mang theo hạm đội và hộ vệ của gia tộc đi giấu ở nơi nào còn về việc tìm nơi để nương tựa thì ai sẽ dám thu nhận các ngươi đại tế tự nót tân mở miệng nói đại pháp quan thứ ba của tòa thẩm phán le shana một người phụ nữ trung niên đi đến trước hành lễ có thưa đại tế tự ngươi phụ trách thẩm phán con chó ba đầu này vâng thưa đại tế tự bộ trưởng bộ ngoại giao delemon một ông lão bước đến trước hành lễ nói có thưa đại tế tự phát công hàm gửi cho vực thẩm thần giáo nói rằng bọn họ đã trái với điều lệ trật tự mặt khác điều tra rõ ràng xem người truyền thụ cho cái thiên sứ và hai vĩnh đọa giả kia là ai nói cho vực thẩm thần giáo rằng trật tự yêu cầu bọn hắn giao người ra và cũng thông báo trước cho vực thẩm thần giáo rằng bây giờ trật tự đang cực kỳ phẫn nộ tang lễ của ta xin cần phải có người làm tế phẩm để chịu tội nếu như bọn hắn không nguyện ý đưa người tới hoặc là muốn tùy tiện đưa ra một kẻ thế thân để làm qua loa chuyện này vậy thì ta sẽ để cho trật tự kỵ sĩ đoàn tới trước cửa để bắt người lời này thật ra là lời cảnh cáo khai chiến hoặc là giao người ra hoặc là khai chiến cũng không phải đang hù dọa người khác không phải phô trương thanh thế bởi vì một khi đại tế tự của trật tự thần giáo thông báo ra lời này nếu như vực sâu không phối hợp như vậy nhất định sẽ khai chiến bởi vì bản thân vực thẩm thần giáo cũng rõ ràng trật tự thần giáo sẽ vì thể diện của đại tế tự mà đánh một trận. Mà lại ai cũng rõ ràng ngày đầu chiến tranh vì đánh quá nhanh trật tự kỵ sĩ đoàn vốn cũng chưa đánh đủ hướng. Vâng, thưa đại tế tự. Delemon lập tức nhận lệnh. Làm bộ trưởng ngoại giao của trật tự thần giáo là một chuyện rất hạnh phúc hầu như đều là mình đi uy hiếp người khác không ai dám tới cửa uy hiếp mình. Lúc này quan tài đã sớm chuẩn bị xong được mang đến, nắp quan tài mở ra. Đại tế tự và người cầm roi cùng nhau đưa tay, bế ta xin lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong quan tài. Rất khó có người có thể nghĩ đến, ông lão có thi thể rất nhẹ vào lúc này, mấy ngày trước đây còn từng trở nên vô cùng to lớn, cầm trong tay một thanh lưỡi hái, chặt đứt mọi đầu nguồn của sự hỗn loạn. Người ở chỗ này cũng rất khó nghĩ đến, Ông lão mà suốt cả đời đều lấy ánh sáng trật tự làm chuẩn tắc cho hành vi của cả đời mình, trước lúc mình đi sẽ đặc biệt mở một chút đường cho một tên tiểu bối. Đương nhiên, đây không phải làm việc tư. Ông ta đã từng qua, muốn giáo dục Karen, ông ấy càng tin tưởng rằng cháu trai của người kia sẽ bước trên con đường chính xác, bởi vì người kia vô cùng kiêu ngạo đối với đứa cháu trai này của mình. Kiêu ngạo đến nỗi khi ông ta nhịn không nổi mà nói cho người kia rằng, cháu của mình nhận được truyền thừa của Mark Chentin, lời đáp của người kia cũng chỉ là một tiếng nhẹ nhàng rằng À! Nắp quan tài bị khép kín lại. Lễ tang chính thức sẽ được tổ chức ở đại khu Dinger, các trình tự hóa trang cho thi thể cũng sẽ tiến hành ở nơi đó. Đám người nhao nhao tan cuộc, đại tế tự đi thẳng về, mà có vài người thì bị yêu cầu ở lại làm việc, ví như người cầm roi vét đần. Karen yên lặng mà nhìn xem cái quan tài được mang đi kia, thở dài thật sâu anh không trải qua thời đại kia của ông nội, nhưng bây giờ, lại nhìn thấy hồi kết của thời đại đó, cũng không biết rằng đây là một niềm may mắn hay là một sự bất hạnh. Alfred cũng thở dài, di thể sẽ được dịch chuyển thẳng trở về, chắc chắn không thể trộn được. Mới 3 trên 12, đến cùng lúc nào thì có thể lấp đủ đây. Có thực lực, lại có quan hệ, lúc còn sống thì đứng ở phía bên mình, vừa đúng lúc mà kịp thời chết đi. Những yêu cầu này quá khó khăn. Hoặc là, vào trong nghĩa trang của gia tộc Eulen mà đào thêm. Làm như vậy thì thật ra cũng có thể gom đủ người, tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút, dù sao thì bây giờ gia tộc Eulen cũng đã sớm khóa chặt lại với thiếu gia của mình, chỉ cần đầu óc của những vị tổ tiên kia không có bị nước ở trong quan tài làm úng thì cũng không có gì mà lo lắng. Nếu thật sự làm như vậy, sợ rằng lúc nằm mơ con mèo kia cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng vấn đề là, cùng với thực lực và địa vị của thiếu gia ngày càng tăng lên, nghĩa trang tổ tiên của gia tộc Ellen đã có chút không đủ tư cách để bọn họ giành lấy quan tài thì có chút lãng phí. Mặt khác, quan hệ vốn là đã có sẵn, bên người thiếu gia thì có sẵn một con mèo thiên tài của nhà Ellen vị hôn thê của thiếu gia còn mang họ Elen El nếu thật sự đến lúc cần dùng thì trực tiếp đào mộ bọn họ lên để thức tỉnh là được, cũng không cần phải đưa vào trong 12 cái quan tài, chơi miễn phí không sướng hơn sao? A, à, đúng rồi, còn có họa sĩ những vị họa sĩ chuyên môn cấp cao này của thần giáo thật sự rất lợi hại đây mới gọi là chuyên nghiệp lấy cảnh thật sự khiến người ta phải than thở khâm phục cũng không biết về sau thì ngài bét và ngài Tiaget có thể đạt được đến cảnh giới này không Wilker cơ hít hít nước mũi nhìn về phía karen lại chủ động bu lại một lần nữa nhỏ giọng nói đội trưởng ta sẽ rất nghe lời thật đấy ta trực tiếp đi theo ngài về đại khu thành phố giót được chứ ngài có thể sắp xếp chỗ ở được không Alfred lập tức thoát khỏi cảm xúc của bản thân, giúp Karen tiến hành giao tiếp với thành viên mới, nói với Wilker, những chuyện này, đều để tôi sắp xếp, xin ngài hãy yên tâm. Ta đương nhiên sẽ yên tâm, thật ra thì từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm giác được ngươi rất có phong cách. Wilker chủ động bước đến trước chào hỏi cùng với Alfred, bộ đồ vét kia của ngươi để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc. Thật sao, ngài cũng thế, cái lỗ rách ở trên chỗ đầu gối quần của ngài làm tôi cảm thấy rất phá cách a à, cũng không phải đâu là do mấy ngày trước ta quỳ khắc trận pháp ở trên bông tàu nên mới có đó ngươi cảm thấy phá cách à đúng thế ta cũng cảm thấy nhìn rất được nhưng mà ngay từ đầu ta cố ý không thay quần là muốn để lão già kia dễ dàng nhìn thấy sự nỗ lực của ta ngươi biết mà bây giờ hoàn cảnh của ta cũng không tốt muốn tìm một công việc vừa ổn định vừa có chút tiền đồ cũng quá khó khăn vậy ngài đã đến đúng chỗ rồi ở chỗ của chúng tôi cam đoan cái gì cũng có đúng vậy ta vốn nhìn ra tiềm lực của nơi này yên tâm con người của ta rất biết nghe lời cũng rất thức thời ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể sống chung một cách rất vui vẻ đó là chuyện đương nhiên vào trong tiểu đội của chúng ta chúng ta sẽ là người một nhà ha ha vậy thì người anh em tốt có chuyện tôi muốn hỏi anh một chút từng vua cơ tiến đến trước mặt alfred nhỏ giọng hỏi cô gái kia tên là gì alfred nhìn sang trong đội cũng chỉ có ba cô gái cô nào là cái cô giống như chưa tỉnh ngủ kia ấy thường xuyên nhắm mắt lại ta cảm thấy cô ta thật đáng yêu là kiểu mà ta yêu thích a à, cô ta tên là philomen là một cô gái ngây thơ hồn nhiên có chút ngẩn ngơ nhưng là người rất nhiệt tình cậu hiểu mà những cô gái thích ngủ đều như vậy thật sao vậy trong nhà cô ấy còn có ai nữa cô ấy sống nương tựa với bà nội của mình tình cảm rất tốt Thật đáng thương quá. Đúng thế. Tôi qua làm quen với cô ấy một chút nhé. Đi chào hỏi có được không? Được chứ. Karen vốn định lên lầu một mình để nghỉ ngơi một chút. Mắt Valo lại tìm tới. Ra hiệu để mình ra ngoài cùng. Alfred thì cố ý một lát sau mới lên lầu. Lúc Alfred đi đến bậc thang. Nghe được một tiếng tầm. Sau đó đã nhìn thấy cảnh cơ bay ra ngoài. Cô không thích hắn ta à? Muri nhỏ giọng hỏi. Lúc trước Anfred và uy cơ đối thoại, cậu ta đứng ở bên cạnh nên cũng nghe được. Người nào không biết Philomen là người có tính tình không tốt và có thực lực gần với đối trưởng trong tiểu đội nhất, cũng chỉ khi trước mặt đối trưởng thì cô mới có thể trở nên biết nghe lời. Muri cũng đã học qua tâm lý học, còn từng cùng thảo luận với Karen, nhưng nói như thế nào đây, Muri rất bội phục năng lực thực tiễn của Karen, rốt cuộc không phải ai cũng dám dùng đòn tấn công tâm lý với Philomen, mà lại còn có thể thành công như thế cho nên a à, và một số thời khắc cũng không khỏi không cảm khái khi đứng chung với loại người như đội trưởng này có đôi khi phải chuẩn bị trước tâm lý bị chèn ép mất ánh sáng nhưng bản thân muri cũng không cảm thấy phản cảm ngược lại còn cảm thấy rất hưởng thụ hả mình cũng bị đội trưởng đánh đòn tâm lý thành công sao a à không là bị cái người này muri nhìn về phía alfred lần nữa alfred lắc đầu nói không có, chẳng qua là ta cảm thấy làm như vậy có thể tăng thêm tình cảm và sự ấn tượng. Wilker vừa xoa ngực vừa đứng người lên, nhìn Alfred, bất mãn thì thầm nói. Cái này mà gọi là dịu dàng. Cô ấy rất dịu dàng lúc ở trong hiện thực. Alfred nói chắc chắn, nhưng có điều bây giờ là trong mơ của cô ta. Wilker sửng sốt một chút, tự hồ đang chìm vào trong sự trầm tư, sau đó lập tức hỏi. Mẹ nó, cô ta có phải mang họ Fincher hay không? Đúng vậy, không sai. Gia tộc bị nguyền rủa đấy. Wilker rùng mình một cái, không dám chọc tới, không dám chọc tới. Lúc này thì Ashley và Blanc chạy tới, hô, chúng ta vừa mới đi mượn trận pháp truyền tin để liên lạc một chút, mọi người đoán xem chúng ta biết được tin tức gì, đoàn trưởng Neo và Richard đều còn sống, mà bọn họ cũng đã trở về thành phố York rồi. Alfred vốn cho rằng cửa phòng của Memphis sẽ mở ra, sau đó kích động hỏi một câu, thật sao? Nhưng cửa phòng Memphis lại cực kỳ yên tĩnh, ngược lại thì cửa phòng lúc trước bị khép kín, cũng chính là cửa phòng của Philomen được mở ra, lúc này yêu cơ sở đến nỗi tranh thủ thời gian mà lùi lại để tránh. Philomen mở miệng hỏi. Thật sao? Lesana đi tới trước mặt Dragon, trước đó bà ta đã sưu tầm chi tiết về việc này, bà ta cũng biết rằng có lẽ mình sẽ được bố trí đến thẩm vấn con hung thú này. Nhưng mà bà ta chỉ dẫn theo hai trợ thủ đến cùng một người trợ thủ là để sách ghế, một người trợ thủ khác là để cầm dù che nắng che mưa. Không có bồi thẩm viên, có hai người xem đứng trên ghế quan sát bên ngoài, đó là Pan và Kevin. Lesana bắt đầu tuyên đọc tội mà Dragon gây ra, ba cái đầu của Dragon gục ở chỗ này, nhìn người phụ nữ mặc quần áo thẩm phán ngồi trên ghế trước mặt. Nó được Pan dặn dò, lúc đối mặt với thẩm phán, phải có thái độ tốt, phải cực kỳ cung kính. Bởi vì trên lý luận mà nói, mạng chó của nó đang bị người phụ nữ này nắm trong tay. Sau khi tuyên đọc tội danh xong, Lesana bắt đầu tiến hành tra hỏi Your Dragon. Bà ta mở bàn ta ra y, một cái búa nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của bà ta, cái búa nhỏ hạ xuống, nhẹ nhàng gõ xuống mặt đất, một phần hào quang màu đen xuất hiện, bên trong hào quang hiện ra ba khuôn mặt người có vẻ mặt khác nhau. Một khuôn mặt phụ trách phiên dịch và thuật lại, một khuôn mặt phụ trách thăm dò thật giả, một khuôn mặt cuối cùng phụ trách giám sát và thẩm phán trật tự. Giờ ra bắt đầu dung tiếng kêu nghẹn ngào mà đối đáp mỗi một vấn đề với Lesana. Dựa theo yêu cầu của Pan, nó lượt bỏ đi những việc xảy ra trong giấc mơ lúc sống ý thức va chạm với Pan và Kevin, còn lại, tất cả đều nói theo tình hình thực tế. Nó vốn là dự định sau khi phá ra phong ấn thì mau chóng rời khỏi hòn đảo này, xuống biển để ẩn nút. Nhưng về sau, nó bị ba phe thế lực ảnh hưởng đến thần trí, cuối cùng gần như bị ép mà nổi điên, bắt đầu tiến hành tàn sát cả hòn đảo. Trong tay của Lesana còn có báo cáo sự kiện mà Uy Cơ viết giúp ta xin rồi để ta xin ký tên, bên trong cũng có sự miêu tả công chính về Dragon. Nhất là trong lúc ta xin hấp hối, Dragon vốn có thể tiếp tục phá hư và tháo chạy, kết quả nó vẫn ngoan ngoãn nằm ở chỗ này, chờ đợi thẩm phán tiến đến. Ở một điểm này, nó làm rất tốt, không thể bắt vẽ được gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bang biết trên người nó đã bị lưỡi hái chiến tranh lưu lại dấu ấn, nhìn xem thái độ của trật tự thần giáo đối với việc xử lý chuyện xảy ra trên hỏa đảo lần này thì nó làm sao có thể trốn được. Cho nên, lựa chọn sáng suốt nhất đó là biểu hiện thái độ tốt đẹp, chờ đợi mở phiên tòa. Cuối cùng, Lesana tuyên đọc phán quyết. Phán quyết do ra gân bị xiền xích giam lại, là nô thú phục dịch cho trật tự, thời hạn thi hành án là 100 năm. Căn cứ theo công lao và nỗ lực, có cơ hội được giảm hình phạt, sau khi kết thúc thời hạn thi hành án, Dyragun được trả lại tự do. Sau đó, Lesana lấy ra một cái gông xiềng, ném về phía gân gông xiềng rơi vào giữa trán của cái đầu chó nằm giữa, sau đó chìm vào trong da thịt, trên trán của ba cái đầu chó đều xuất hiện những mắt lưới. Trong toàn bộ quá trình này, gân cũng không phản kháng, có nghĩa rằng nó đã tiếp nhận hình phạt này. Pan đang nghe truyện trên TV audio CV thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc dù nó biết câu nói sau cùng chỉ là nói thừa nhưng mà trật tự thần giáo thu là nô thú cũng không tính là kết cục quá tệ hại dù sao thì dơ ra gân cũng ngoan như vậy mặc dù là trên danh nghĩa là hung thú nhưng chắc chắn sẽ không bị đãi ngộ giống như hung thú cùng loạn thật sự về phần thời hạn thi hành án thật ra thì tự do quả thật là thứ đang ngưỡng mộ nhưng rất nhiều hung thú rất nguyện ý ở trong thần giáo bởi vì bọn chúng ra ngoài cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu tự do nói không chừng sẽ còn bị thần giáo khác bắt thần giáo có nội tình hùng hậu như trật tự thần giáo sẽ còn cung cấp cho nó điều kiện trưởng thành và tu luyện tan nhảy lên phía sau lưng kevin rời khỏi nơi này nó biết về sau muốn đi thăm chó phế chỉ có thể dựa vào địa vị của karen này con chó ngu sau khi karen trở về có lẽ sẽ mở ra một tầng phong ấn cho ngươi gâu ngươi nói là hoàn toàn do ý của karen lúc này ngươi khiêm tốn cái gì chứ phải chủ động một chút, nếu không lỡ cậu ta quên mất thì làm sao? Go gâu Ngươi nói Karen sẽ không tùy ý quên mất một chuyện, nếu như thật sự quên đi cũng là một sự lẩn tránh tất nhiên của vận mệnh. Cách nói chuyện hôm nay của ngươi sao có chút là lạ thế. Đúng rồi, con chó ngu, ngươi có cảm thấy rằng lần này sau khi tỉnh lại có chút gì đó không giống không? Sau khi chuyện của Geragon kết thúc, lúc này ban mới có tâm tư nghĩ cái khác, cô là có cảm giác dù sao thì cô cũng là con mèo nằm bên gối của Karen. Uông. Um. Kevin bắt đầu lắc đầu. Người nói người không biết. Gâu. Người nói đi tùy ý tìm hiểu và quan sát sự biến hóa trong lòng của người khác thì có chút không đạo đức. Gâu. Người nói ý nghĩ của bản thân Karen có sự thay đổi thì cũng là chuyện rất bình thường. Tan sửng sốt một chút, sau đó hai cái chân mèo lúc này bắt lấy lỗ tai chó của Kevin giống như đang ghim chặt dây cương để Kevin dừng bước chân đang tiến lên. Ta nói này con cho ngu. Pan nhích đầu lại gần đầu chó của Kevin. Uông. Tại sao ta có cảm giác, bây giờ ngươi có chút sợ hãi Karen rồi. Cậu ta cũng không có lên cơn nghiện mà. Uôn. Kevin nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng đôi mắt to đầy nghi ngờ mà nhìn Pan, biển hiện rằng mình không rõ Pan đang nói đến cái gì. Pan nhíu nhíu mày. Chắc chắn nói. Ngươi, là đang thật sự sợ cậu ấy. Kevin dùng con mắt to mà nhìn về phía bang, sau đó, ánh mắt của nó bắt đầu dần dần trở nên nghiêm túc và chăm chú, cực kỳ trịnh trọng sủa. Go go! Người nói rằng Karen đúng là trở nên không giống với lúc trước, bắt đầu thật sự trở nên càng giống với một người khác. Một cái người khác dùng để chỉ là ai, rất rõ ràng, chỉ có điều bây giờ trật tự ở trên đảo quá mạnh, không tiện gọi thẳng tên, cho dù là dùng tiếng chó. Go gâu gâu gâu. Ngươi nói rằng ta phải học cách giữ khoảng cách với cậu ta một chút, còn phải bắt đầu quen với việc kính sợ cậu ta à. Kevin dùng sức gật đầu. Ta ngửa người ra sau, cái bụng hướng lên trên, lưng tựa vào trên người Kevin, cái vuốt mèo bắt đầu đùa giỡn với cái đuôi của mình. Thế nhưng mà ta không làm được đâu, ai bảo cậu ta làm cá ngon như vậy chứ, hì hì meo. Nếu như quay lưng nhìn về phía biển cả, không nhìn tới những phần thành thị bị phá hủy kia vậy thì phong cảnh của hỏa đảo vẫn rất đẹp. Đương nhiên, nếu như thả lỏng những khúc mắc đạo đức trong lòng, thì khi dùng tầm mắt mà nhìn về phía thành thị bị phá hủy, nếu chỉ nói đến cảm xúc dựa trên cảnh tượng, nó cũng có thể xem như một vẻ đẹp. Karen tin tưởng, nếu như cha vợ tương lai bé của mình ở chỗ này, ông ấy có lẽ đã không nhịn được mà ngồi ở trên sườn núi của ngọn núi nhỏ này, dựng lên khung vẽ, bắt đầu sáng tác. Vẫn may là Mát Valo cũng không có hứng thú làm vậy, lúc này hắn ta đang đưa lưng về phía thành thị, mặt nhìn ra biển cả, bên người còn đặt một cái bình rượu. Gió biển sau giờ ngọ thổi phần phật trên người của hắn, lay động tóc của hắn, rất đầy sức sống và cực kỳ nhu hòa. Ngồi đi. Được rồi, thưa thầy. Karen ngồi xuống bên cạnh của Mát Valo. Mát Valo đưa bình rượu cho Karen, nếm thử hương vị xem. Karen nhận lấy, Mở ra, uống một ngụm Hương vị thế nào? Karen dùng mu bàn tay lau khóe miệng Hồi đáp, thật là khó uống Rượu này không chỉ rất đục Mà lại ê răng, hương vị rất kỳ lạ Bình thường Karen cũng không uống rượu Nhưng cơ bản cũng có thể phân biệt ra rượu tốt xấu Hoặc là mắc rẻ Từng, quả thực uống không ngon lắm Ta lấy từ trong hầm rượu Hẳn là dùng chuối hột làm nguyên liệu Rồi dựa vào cách thức rất tệ mà nấu ra Vậy chắc là để chuẩn bị cho đám cướp biển lúc nghèo khổ uống, đến bây giờ thì trở thành đồ uống phong tục. Trong mảnh vỡ ký ức của ngài Martin, có ký ức liên quan với loại rượu này, ngài ấy cực kỳ thích loại rượu này, lúc trước ta cũng sẽ cố ý gom loại rượu này để thỉnh thoảng nếm thử, rất đáng tiếc là ta vẫn luôn không thích hương vị của loại rượu này, dù uống như thế nào cũng uống không quen được. Karen mở miệng nói, có lẽ thứ mà ngài Martin thích không phải là bản thân loại rượu này. Mà là lúc uống loại rượu này có thể hồi tưởng lại những năm tháng ấy. Max Valo sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Karen. Trên mặt Karen mỉm cười, lại cầm bình rượu lên uống một ngụm, nụ cười biến mất, biến thành cười khổ, thật là quá khó uống. Rất thú vị, ta cảm thấy ngươi nói đúng, một người ngoài như ngươi cứ ngỡ như còn hiểu rõ ngài ấy hơn người thừa kế của ngài Max là ta đây. Đây chỉ là một chi tiết nhỏ có lẽ trong mắt của thầy thì việc ngài thường xuyên uống nó là vì thể hiện một sự tôn trọng, mà ta, ta cũng không có nguyên nhân xuất phát từ phương diện này. Đúng vậy, đây là vì sự tôn trọng. Thật ra thì ta sẽ thường xuyên không phân biệt được, rốt cuộc ta là ta hay là ngài mắt trên tim. Nếu như ta cảm thấy ta vẫn là ta, đó chính là sự thiếu tôn trọng đối với truyền thừa này, ta muốn cảm thấy mình là ngài mắt trên ha ha, ta lại có tư cách gì để đại diện cho ngài mắt trên thật sự đây, đây cũng là một sự thiếu tôn trọng đối với ngài Martin. Karen nhẹ gật đầu, chuyện như vậy, bên cạnh anh có rất nhiều ví dụ, đó là một sự mê mang trong việc nhận biết định vị của bản thân. Nhưng mà, ta cảm thấy ngài cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này. Từ góc nhìn của Karen, Mark Valo thật ra sống cũng rất nhẹ nhàng, bình thường bản thân của người thiếu thốn về sự tự nhận biết định vị của mình thì cảm xúc sẽ vội vàng sao động và mất cân bằng, bởi vì nếu như sự nhận biết bản thân còn không rõ rệt thì lại làm sao mà kiên nhẫn để đối diện với những thứ xung quanh từng ta không muốn suy nghĩ về việc này người khác gọi ta là ngài ta cũng chỉ ừng một tiếng bọn họ thích gọi ta là gì thì gọi ta là như thế ta cũng lười mà suy nghĩ rằng ta là ai chẳng qua là ta cảm thấy việc ta là ai hình như cũng không phải là việc gì quá quan trọng nếu ngài mark chen đã lựa chọn ta làm người thừa kế vậy thì ta sẽ đi làm một vài chuyện cần làm trong thần giáo có vài vấn đề sẽ không có đáp án, hoặc là nói, có lẽ là khi không tìm thấy đáp án thì ta nên lựa chọn dứt khoát gác lại, cũng có thể gọi là từ bỏ. Ngài rất rộng rãi. Karen tán dương, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Ngài Mark tin lựa chọn Ngài làm người thừa kế. Đây không phải là đăng nịnh nọt, bởi vì Mark Valo một trong những người có trạng thái tốt nhất khi gặp phải loại vấn đề này. Đây không phải một sự cam chịu, mà là một loại trí tuệ. Trên con đường đời, mỗi người đều có quyền lựa chọn của mình lựa chọn mục đích là để mình có thể sống một cách thoải mái hơn cho nên sau khi hoàn thành xong trách nhiệm của mình hoàn toàn có thể từ chối bị cuốn theo dòng chảy karen sẽ không thể nào tiếp nhận trong cơ thể mình có thêm một người khác tồn tại bởi vì điều này sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái cho dù trong cơ thể có sự tồn tại đích vậy cũng chỉ là truyền thừa tín ngưỡng gia tộc mà ông nội cho mình cái hình chiếu này cũng không phải thật sự là đích neo cũng giống như vậy cho nên trong 10 năm quá khứ của Neo không tiếc trả giá hết thảy mà tiến hành đấu tranh với Philiac, chó săn là cách khắc họa Neo chân thật nhất, hoặc là ngươi chơi chết ta, hoặc là ta cắn chết ngươi. Nhưng mà Valo không nhất định phải giống như mình và Neo. Ha ha. Valo hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, "Rất xin lỗi, kêu ngươi ra ngoài này chỉ bởi vì ta muốn tìm người nói chuyện, vì ta phát hiện ở chỗ này, ta không có một đối tượng nào khác để nói chuyện cùng." Víu cơ đâu?" ngươi thích view cơ à có thể là còn không quen lắm người quá thông minh thường rất khó để người khác yêu thích karen nghe nói như thế nhẹ gật đầu thật có lỗi ý của ta không phải nói ngươi không thông minh trước lúc đến hỏa đảo thì ta cũng đã nói với ngài ta xin rồi ngươi là người có thiên phú tốt nhất kể từ lúc ta tiếp nhận truyền thừa cho đến này bây giờ ta còn nhớ rõ lúc mình truyền thụ thuật pháp pháo đài hát ngục cho các ngươi biểu hiện của ngươi thật sự không thể bắt bẻ thậm chí có thể nói là khiến ta kinh ngạc thuật pháp chiến tranh thật ra là thứ khó học nhất nhưng karen muốn nói lại thôi muốn nói cái gì thì cứ nói đi nhưng ngài vẫn không nói lý do mà ngài tìm tôi để trò chuyện ngươi có nhớ rõ lúc mà ta đặt dấu ấn của lưỡi hái chiến tranh lên mu bàn tay của ngươi không nhớ bởi vì ngài mà ta được thấy sự uy nghiêm của thần khí sau đó ban đêm lúc nằm ngủ ở trên giường của khách sạn cảm nhận được cái đầm nước sâu thanh lưỡi hái kia máu của karen cũng đã nhuộm đỏ khăn trải giường mấy ngày kế tiếp ventura vẫn ngủ ở trước của phòng của mình sợ vị đội trưởng này chết bất đắc kỳ tử trong phòng lúc đang ngủ thật ra thì lúc đó ta đang quan sát ngươi quan sát ta đúng vậy ta phát hiện trong ánh mắt của ngươi so sánh cùng những người khác có thiếu đi vài thứ thiếu đi vài thứ gì thiếu sự kính sợ từ trong xương tủy thưa thầy lời này ngài cũng không thể nói lung tung chuyện này cũng không có gì lớn giống như trước khi ngài ta xin lâm chung cũng đã nói tới ở trong điều lệ trật tự còn có thần linh quyển tín đồ trật tự chúng ta nên có can đảm đứng thẳng lưng của mình khi đối mặt với thần ngài là bởi vì chuyện này cảm thấy lúc nói chuyện với ta ta sẽ không vì kính sợ ngài mà có sự ngăn cách cách hình dung của ngươi rất chính xác được rồi ta đã biết thưa thầy karen nhẹ gật đầu Mark Valo là bởi vì những người tiếp xúc xung quanh đều xem hắn thành hóa thân của Mark Chantin. Mặc dù Mark Chantin chỉ là một trong 12 kỵ sĩ trật tự, nhưng khi đặt ở trong thần thoại tự thuật của các thần giáo khác, chính là thần chi nhánh, mà lại là thần chi nhánh đứng rất cao. Rất nhiều người có thân phận cao quý đều có loại tâm trạng này, sẽ cảm thấy mới lạ khi ngươi không quan tâm đến thân phận của hắn, sẽ nhìn ngươi với một con mắt khác, sẽ cảm thấy tò mò đối với ngươi nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy luôn luôn làm vậy là điều đúng đắn bởi vì cảm giác mới lạ của một người là có giới hạn tựa như là theo đuổi con gái ngay từ đầu biểu hiện ra vẻ độc lập độc hành để hấp dẫn một chút sự chú ý là được rồi không thể luôn luôn tỏ vẻ như vậy ngài ta xin là ông nội của ta vậy xin ngài nén bi thương ông ấy thật ra là một người cực kỳ cứng nhắc nhưng ông ấy lại là một người cực kỳ hiền hòa ông ấy kiên trì gọi ta là ngài dù là lúc chỉ có ta và ông ấy, ông ấy cũng đều kiên trì gọi như vậy. Ngươi biết không, cũng vào lúc ta nói chuyện với ông ấy trong phòng vào hai ngày trước thì ông mới bộc lộ nhiều hơn một chút tình cảm thật sự, chuyện này thì chúng ta đều biết, điều kiện tiên quyết chính là ông ấy cũng biết mình sắp chết. Ta cảm thấy ông ấy chỉ là tuân thủ theo quy tắc một cách nghiêm ngặt. Đúng vậy, nhưng mà ta cũng không trách ông ấy, bởi vì ta từng thử thay mình vào trong vị trí của ông ấy trong cơ thể của cháu trai ngươi còn có một người khác thì hắn vẫn là cháu trai của ngươi sao? Ngươi còn có thể tiếp tục yêu thương hắn sao? Cho dù huyết mạch trên người vẫn như nhau, nhưng thần quan chúng ta có thể đụng chạm đến linh hồn, chúng ta biết rõ, linh hồn mới là thứ tạo thành quyết định cuối cùng của một người. Thật có lỗi, vấn đề này có chút không thích hợp, dù sao thì ai sẽ đi suy nghĩ về việc này, cũng không ai có thể đi đặt bản thân vào việc này đâu. Karen trừng mắt nhìn ông ấy đi, ta không khóc được, ta muốn bày tỏ một chút sự bi thương, nhưng ta phát hiện ta không làm được, điều này khiến ta cảm thấy có chút khó chịu, ta cảm thấy không nên giống như thế này. Karen mở miệng an ủi, có rất nhiều hình thức để biểu hiện sự bi thương, mà ta cảm thấy ngày ta xin đi rất bình thản, ngày ấy đi đến cuối con đường của mình là đến lúc nên nghỉ ngơi, cho nên chúng ta vốn cũng không cần cảm thấy bi thương, giống như là đang đối mặt với một tác phẩm hoàn chỉnh, chúng ta thưởng thức và cảm nhận là được rồi là bởi vì như thế sao đúng vậy không sai cám ơn ngươi đã an ủi đây không phải là lời an ủi karen đưa tay cầm mấy cục đá ở dưới đất lên ngài không cần ta an ủi mỗi người đều có con đường riêng của mỗi người lúc tiến lên ở trên con đường này chúng ta sẽ bởi vì mệt mỏi bởi vì mê man mà ngồi xuống cũng sẽ quay đầu hoặc là ngừng chân để nhìn phong cảnh khiến mình lưu luyến vài lần đương nhiên phong cảnh cũng có thể khắc ghi ở trong lòng không quay đầu lại và không ngừng chân không phải là bởi vì nó không đủ đẹp mà là vẻ đẹp của nó đã sớm đi theo ta trong lời của ngươi rất có thâm ý sau khi trở về ta sẽ dần dần nghiền ngẫm đúng rồi ngươi cũng phải quay trở về phải không đúng vậy có lẽ trong hai ngày nữa về thành phố giót nếu nhanh mà nói có thể vào ngày mai chủ yếu là phải xem trận pháp dịch chuyển đưa đến nơi nào vậy thì lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào lần này ngươi làm rất cốt ở trên xử lý tình huống thì ngươi tốt hơn ta nhiều bỏ qua chuyện mà ông nội ta nói về con đường đầu cơ này ngươi thật sự rất lợi hại đáng tiếc tính cách của ta cũng không thích hợp để tự mình làm việc ta càng ưa thích có người dặn dò ta làm chuyện gì vậy thì tốt ta sẽ hoàn thành từ nhỏ ta đã thích trò chơi điền vào chỗ trống một trò chơi cực kỳ khô khan nhưng ta vẫn luôn có thể chơi không biết mệt cái này cũng không tính là có ưu tú hay không bởi vì một số thời điểm ngươi sẽ muốn phát huy tính năng động chủ quan của mình ngài có biết ý nghĩa của từ này không hiểu được đúng vậy có đôi khi ngươi sẽ nghĩ chủ động đi làm một vài chuyện để cho mình nhìn có vẻ bận rộn nhiều việc hoặc là tạo cho mình ảo giác mình bận rộn nhiều việc nhưng cuối cùng ngươi bỗng nhiên ý thức được trước đó mình bận đến bận lui đều là sai a à. hai tay karen chống lên mặt đất phía sau nói một câu xúc động mệt mỏi quá có thể thản nhiên tiến hành phủ định bản thân, thật ra thì phần lớn người trên đời này sẽ không làm được. Nếu như ông nội có thể nghe được những lời nói này của người thì ông ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng, ông ấy vẫn luôn rất thưởng thức ngươi, có nhìn qua về lý lịch của ngươi, ông ấy thích người trẻ tuổi ưu tú trong giáo. Ta biết tính cách của ông ấy, nếu như không phải thật sự thích ngươi, ông ấy sẽ không dạy dỗ ngươi. Cho nên, ta rất cảm kích ngài ta xin, cảm ơn ông ấy đã giáo dục. Ngài biết đấy, nhiều khi không cách nào quay đầu không phải là bởi vì không biết mình sai, mà là bởi vì mình thật ra đã sai quá nhiều, không còn cách nào để quay đầu lại. Còn ngươi thì sao, ngươi thuộc về loại nào? Đường là nhất định phải đi, đi lầm đường, vậy thì phải đi lại một con đường đúng đắn. Ta. À, không, là cuộc đời của phần lớn người thật ra không có đường lui, chỉ có thể tin tưởng rằng con đường mà mình đi chắc chắn sẽ gặp phải long đong, nhưng phương hướng phát triển tất nhiên sẽ theo chiều xoắn ốc hướng lên trên cao. Karen duỗi tay ra, tiến hành quơ tay theo chiều xoắn ốc lên cao về phía Mark Valo. Ha ha! Mark Valo đưa tay chỉ vào đầu mình, con đường này quanh co, nhưng mục tiêu là kiên định. Đối diện bản thân, xem kỹ bản thân, phê phán bản thân, như vậy sai lầm sẽ chỉ trở thành bàn đạp cho con đường thành công của ngươi. Lời ngài nói thật có thâm ý, sau khi trở về ta sẽ nghiền ngẫm thật kỹ. Không phải do ta nói Ồ Vậy thì ghi lại ở trên quyển sách nào sao Sau khi trở về ta cũng sẽ tìm đọc Hy vọng quyền hạn của ta có thể đọc được Là một âm thanh đặc thù Trong ký ức của ta Là thần vĩ đại nói Giữ lại trong đầu của ngài mắt trên tim Sau đó được người kế thừa là ta đọc được Nhưng mà một đoạn này Có ghi chép bên trong thần thoại tự thuật Ánh sáng trật tự Sau khi thần vĩ đại và thần luân hồi Bất đồng ý kiến thì xuất hiện là do thần trật tự nói sau khi ý kiến khác nhau cũng chính là khi thần trật tự tìm tới thần ánh sáng nói với thần ánh sáng rằng thần luân hồi xây dựng cánh cổng luân hồi đã phá hủy trật tự giữa sự sống và cái chết nhưng thần ánh sáng lại lựa chọn xử lý lạnh cái chuyện này rốt cuộc thần luân hồi cũng tham gia vào trận doanh của thần ánh sáng dựa theo tình cảnh này mà phỏng đoán lúc thần trật tự nói những lời này phải chăng cũng mang ý nghĩa rằng thần trật tự cũng tiến hành tự suy nghĩ lại bản thân đối với việc lúc đầu đứng ở trong trận doanh của thần ánh sáng. Karen do dự một chút, vẫn đứng người lên, khoanh hai tay lại trước ngực, nói thành tiếng. Cảm tạ thần trật tự vĩ đại đã dạy bảo. Max Valo có chút dở khóc dở cười, nhưng Karen làm như vậy thì hắn chỉ có thể đứng người lên mà tiến hành đáp lễ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.